Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc cho biết tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố Sa Đéc đã có 70 ca mắc bệnh sốt xuất huyết và xuất hiện 8 ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn. Mặc dù chưa có ca bệnh nào tử vong, nhưng bệnh sốt xuất huyết tại thành phố Sa Đéc có dấu hiệu gia tăng trong vòng một tháng trở lại đây. Trung bình mỗi tuần có từ 3 đến 4 ca mắc mới. Bệnh xuất hiện không chỉ ở trẻ em mà còn ở người lớn. Để kịp thời khống chế và ngăn chặn không để dịch lây lan trên diện rộng, Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc đã tiến hành diệt lăng quăng, phun hóa chất, xử lý dập dịch triệt để các ổ dịch, đồng thời tuyên truyền vận động người dân áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh như dọn dẹp vệ sinh môi trường sống, diệt lăng quăng, thả cá vào các lu khạp chứa nước, ngủ mùng và đến cơ sở y tế điều trị kịp thời khi có dấu hiệu sốt cao.